tiếp sau. Nhớ xin xin chào tất cả anh chị em nha. Trước khi đi chợ thì con bài anh chị em. Bữa nay sát cái đề anh chị em mê thơ thì bài sáng anh chị em xây dựng mộng ban đầu yêu người thơ mới đôi mới em đang đồ trắng tròn từng ngày qua phố oh.
hết hơi chị em ơi, tôi xin viết bài nha, viết bài.